chân chữ V. Cha 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 em hai ba, cha 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 hai ba, cha cha dừng. Rồi bước này chúng ta cần chú ý này, khi làm thì là giật mạnh cái gối này, hông giật mạnh ra sau, khép gối vào và chân chữ V nha. Đặt lại này, tay giữ nguyên, nâng cao lên tư thế, mở tay còn hát, cố gắng lại, nâng cao lên ạ. Cha cha đi em hai ba, cha 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 em hai ba, cha 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 em hai ba. Nghe nhạc cả lớp đi. 2 3 cha cha ba, 2 3 cha cha 1, 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3, 2 3 cha cha 4, 2 3 cha cha 1, 2 3 cha cha 2, 2 3 cha cha 3, 2 3 cha cha 4, 2 3 cha cha 1, 2 3 cha cha 2, 2 3 cha cha 3, 2 3 cha cha 4. Nghe nhạc này. 2 3 cha cha 3, 2 3. Tay giữ nguyên nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.